Rồi, ok các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách xử lý cái lỗi mà mình khi mình sử dụng nhiều máy ảo bạn. Một thời gian sau cái hệ điều hành trong máy ảo mình Win mình trong OC nó bị full các bạn. Đầy. Và cũng như cái hệ điều hành ở máy máy chính mình luôn cũng bị đầy luôn. Ví dụ mình cho bạn coi trường hợp ha. Đây. Đây cái này lúc trước là nó trống rất là nhiều các bạn. Giờ thì mình xài rất nhiều máy ảo cái này nó bị full luôn bạn. Không, nó bị giờ còn 13 GB nó báo đỏ các bạn ha. Mà tương tự là mình mở máy ảo lên ha, mình mở cái máy này cho mình coi. Đây cái máy này đi ha. Đó. Rồi mở cái OC nó lên ha. Đây là cái máy ảo nha bạn, đây chuyện máy ảo mình đang chạy. Mình sử dụng máy ảo trên cái điều trình phần mềm Vitalbox hay nha các bạn. Đây rất nhiều máy ảo các bạn ha, mình sử dụng rất nhiều. Thì các máy ảo này một thời gian sau mình chạy nó bị full. Đây mình cho bạn coi cái đây, thấy chưa? Lúc trước khi mình mới tạo mình cài Win vào á, mình cài hết cái phần mềm vào luôn thì nó chỉ tầm có 7 GB thôi, 7 8 GB thôi. Nhưng nay mình chạy một thời gian á, thì cái máy ảo này nó lại còn trống chỉ 1 GB thôi. Một thời gian cũng không không có dài bạn, rất là ngắn thường xuyên bạn ha. Thì hôm nay mình chia sẻ với bạn cách làm sao mà để khắc phục cái trường hợp nó bị lỗi như vậy. Mình không phải gỡ ra hay cài lại cái máy cái máy ảo ha. Tại do đó khi mà cái máy ảo mình thiết lập lên thì nó cũng rất đơn giản, nhưng mà trong quá trình mình cài đặt cài cài máy ảo xong thì mình phải thiết lập nhiều trên đó thì nó rất mất thời gian. Cái đó thì mà việc mà mình cài lại máy ảo thì nó lại tốn nhiều thời gian quá. Do đó thì mình sẽ chia sẻ bằng cái cách để khắc phục cái lỗi này ha. Thì cách thứ nhất á là bạn sẽ vào cái trực tiếp máy ảo bạn ha. Rồi bạn chọn OC ha. Rồi lấy chuột phải. Rồi bạn chọn property nha, property. Đây property. Rồi hiển thị lên. Không, bạn chọn chữ delete lên sạch. Không, làm sạch đây chỗ ổ đĩa này, delete lên sạch đây. Đây. Ok, click vô ha. Bạn thấy không, cái ổ đĩa này hiện nay nó trống một free nè. Còn có 1 GB à. Đó, trống có 14 GB. Đó. Thì bạn click lên nó sẽ quét, nó quét những cái file rác đó bạn. Trong tại vì trong quá trình ấy thì máy ảo hay là bạn sử dụng cái phần mềm khác gì đó hay là nó sẽ tạo những cái rác rất là nhiều, những cái file tạm thời nó bỏ trong cái thư mục tạm thời và mình kiếm thư mục đó nó rất là rắc rối không. Do đó mình nó sẽ có phần mềm dọn dẹp rác này, mình sẽ vô list ở đây, bạn chờ xíu chạy ha. Thì bạn thấy đây không, đây mình sẽ check hết tất cả ô check hết nha bạn, check hết nha. Đây đó, thấy không, nó rất là nhiều cái file rác ha. À, check hết vô ha. Rồi bạn gì ok cái cho nó xóa delete hết tất cả các bạn ha. Rồi hồi nãy mình thấy mình trống 1 GB ha, bằng kia nó quét nó lại bằng coi. À, bạn chờ nó chạy xíu rồi xong nha. Rồi xong các bạn ha. Bạn thấy không? Thấy không? Bây giờ cái nơi trống của cái máy ảo mình đã lên được 8 GB các bạn ha. Thấy không? Ok bạn ha. Rồi ok các bạn. Đó là cách thứ nhất ha. Rồi kiểm tra lại cái OC mình đây. Rồi ok bạn ha. Đây là cách thứ nhất ha. Giờ cách thứ hai ha. Rồi, cách thứ hai mình tắt đi. Rồi, mình chia sẻ một cách thứ hai nha. Rồi ok. Rồi, đây mình thử cái máy máy ảo M3 ha. Rồi bây giờ mình mở lên ha, mình kiểm tra cái ổ đĩa nó ha bạn ha. Đây mở lên. Rồi vô computer. Ha bạn ha. Nó rất nó cũng nó đầy ha bạn ha. Đây, 1 GB. Đó. Cái ổ trống 1 GB nó chỉ còn trống có 1 GB thôi. Đó, OC đây, property cho bạn coi. Rồi, 1 GB ha. Ok, cách này thì làm như thế nào đây? Rồi. Mình thích đào máy luôn hay thích đào nó luôn nha. Tắt luôn đi, tắt nó. Tắt nó. Rồi ok, tắt đi cho nhanh. Rồi ok, mình thích đào xong ha. Bây giờ mình mở Vitalbox lên. Rồi. Ở cái chỗ nãy là máy máy M3 đúng không ạ? M3 đây. Rồi. Lít vào đây, lít vào cái máy chỗ trống này rồi bạn chọn nắp sút ha. Ok bạn, thì cái nắp sút này á, là cái mà mình đã tạo trước đó, mình tạo trước đó là khi mà mình vừa mới tạo máy ảo xong, mình cài đặt thiết lập trong đó hết, mình chưa chạy nhiều, cái ổ đĩa mình còn rất là trống, do đó nó là đạt mặc định nó chuẩn rồi, mình đã tạo một cái điểm nắp sút rồi, thì bây giờ mình lấy cái điểm đó mình khôi phục lại thôi. Đó thì một chút tạo cái điểm nắp sút như nào thì mình sẽ chia sẻ với bạn sau, bây giờ mình sẽ tạo cái điểm khôi phục của bạn ha. Rồi mình lấy nắp sút thứ ba, cái nơi cái lúc mà
đã đáp suất thứ ba này á, thì là cái ổ đĩa của mình chưa có đầy, và mình coi phục lại cái thời điểm đó ha bạn ha. Rồi mình bấm restore, bấm restore đây. Cái chỗ này á là nó hỏi bạn có muốn tạo một cái nắp sút ở thời điểm hiện tại không, có nên hiện tại là cái ổ đĩa bạn đang đầy á. Đó. Rồi giờ mình bấm restore ha bạn ha. Rồi tại nãy mình check vào cái nút tạo nắp sút hiện tại á, do đó hiện cái bảng này là nó hỏi mình là có lưu nắp sút hiện tại, nếu lưu thì bạn bấm ok, còn không lưu bạn bấm cancel ha bạn ha. Rồi giờ mình bấm ta để khởi động máy ảo luôn ha bạn ha. Phiên bản mới rồi bỏ đi. Rồi bây giờ mình kiểm tra lại ổ đĩa coi nó đã hết chưa ha. Rồi hết theo bạn ha, nó đã khôi phục lại cái thời điểm mà mình đã mặc định trước đó không, hết rồi này các bạn. Ok các bạn, đó rất đơn giản thôi. Rồi giờ mình tắt ha, mình tắt nó. Rồi hôm nay mình giờ bây giờ mình sẽ chia sẻ bạn tiếp cái cách mà lấy cái điểm khôi phục ha. Thì cái cách lấy nó như nào rất là đơn giản thôi các bạn ha. Giờ mình mở cái máy ảo lên ha, mở máy ảo 14 đúng không ạ, mở click vào đây một cái, click vào cái dấu ba dấu gạch này nè, click vô một cái ha, bằng chọn nắp sút ha. Rồi ở đây có chữ lấy nắp sút đây, tại mình trước đó đã lấy rồi, nó có những cái điểm khôi phục này 1 2 3. Rồi ví dụ như giả sử cái ổ đĩa bạn hoàn toàn mới, cái máy bạn hoàn toàn mới nó chưa bị đầy ổ đĩa nha, bạn lấy nắp sút nó lấy một cái, rồi bạn chọn một cái ví dụ như là khi mà bạn thiết lập xong bạn kia chuẩn đi đó, chuẩn đó, nó chuẩn rồi là ngay là mình ok lên cái hay ok, nó sẽ quay, nó sẽ tự tự lấy cái điểm khôi phục mình ha. Rồi đây có một cái chuẩn này đó đó, thì bạn muốn khôi phục thì mình sẽ click về khôi phục này. Rồi ok bạn, rồi cái bài chia sẻ của mình đến đây hết ha bạn ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy video có hữu ích á, thì các bạn có thể nhấn like hoặc nhấn đăng ký để xem tiếp những cái video tiếp theo của mình. Hoặc là chia sẻ đến người khác ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chào tất cả các bạn.